Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi các ông không thể tới được. Người Do Thái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói nơi ta đi các ông không thể tới được? Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói các ông sẽ chết trong tội các ông, vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi: Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: Là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét các ông, nhưng Đấng đã sai ta là Đấng chân thật, và điều ta nói ra trong thế gian đây chính là điều ta đã nghe biết ở Ngài. Nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu nói: Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì, điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta đang ở với ta, Ngài không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu hôm nay Ngài đã nói về cái chết của Ngài, và qua cái chết ấy Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, trở về với Đấng đã sai Ngài với tư cách là Đấng Thiên Sai. Bởi đó Đức Giêsu mới nói với những người biệt phái cứng lòng: Nơi ta đi, các ngươi không thể tới được. Cách đặc biệt, Đức Giêsu hôm nay đã nói về cái chết của Ngài, và qua cái chết ấy, Đức Giêsu đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại. Đức Giêsu chết là để đền tội cho nhân loại. Đức Giêsu chết là để cho nhân loại được sống. Bởi đó Đức Giêsu mới quả quyết với những người biệt phái cứng lòng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Khi nói với những người biệt phái như thế, Đức Giêsu đã cho thấy con người dù có cứng lòng tới đâu cuối cùng cũng phải nhận ra Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Bởi vì không còn Đấng nào khác ngoài một mình Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu hôm nay đã nói với những kẻ chống đối tìm giết Ngài: Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Cho đến ngày hôm nay, người Do Thái vẫn trông chờ Đấng cứu thế, nhưng sẽ chẳng còn Đấng nào khác để họ hy vọng và chờ đợi. Và chắc chắn, thưa anh chị em, cuối cùng nhân loại phải nhìn nhận rằng không thể có Đấng nào khác có thể cứu được con người ngoài một mình Đức Giêsu. Bởi lẽ con người không thể cứu được con người ngoại trừ Đấng đã phán: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Hơn nữa, Đức Giêsu còn quả quyết
điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy. Đấng đã sai ta đang ở với ta, Ngài không để ta một mình, bởi vì ta hằng làm điều đẹp lòng Ngài. Có nghĩa là Đức Giê-xu không bao giờ hành động một mình, nhưng luôn có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cùng hoạt động nhằm cứu độ con người. Kính thưa anh chị em, bất chấp những chống đối, kể cả cái chết đau thương trên thập giá, Đức Giê-xu vẫn không từ bỏ ý định yêu thương và cứu độ con người. Thật vậy, con người dành cho Đấng cứu mình bản án bất công, nhưng trước khi chết, Đức Giê-xu vẫn nói lời tha thứ, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Con người giết Đấng cứu mình, nhưng Đức Giê-xu đã biến cái chết đau thương trên thập giá trở thành dấu chỉ tình thương vĩ đại. Vì không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người dám thí mạng vì bạn hữu. Chính vì vậy, sám hối đích thực là ý thức mọi tội mình phạm, dù nhỏ mọn đến đâu, đều là những xúc phạm nặng nề đến chính Đấng yêu thương mình. Sám hối đích thực là thành tâm trở về với Đấng duy nhất có thể cứu được mình. Amen.